Bây giờ mà ui sao tối nay làm đúng đỏ mấy nhỉ. Chiều có một bạn muốn gửi cái gì cho mình thế này. Gì? Đấy. À, nói chung là lúc chiều có một bạn tên là Khánh Nguyễn cái gì ấy, gửi tặng anh em mình một cùng cái gì. Anh chưa cai à? Có mà sờ cù ấy. Sờ cai, Khánh chưa cai cái gì. Ôi thế gì gửi tặng anh em mình mà đến nỗi anh em mình ở cái cống này lâu rồi, anh shipper còn ship một phát ra tận đây không cần gọi cơ mà. Chiều. Ôi sao anh lại biết ở đây nhỉ? Ở đây từ hôm gọi điện. Gọi điện đâu, ship một phát ra tận đây luôn. Hỏi thăm ra tận đây luôn được, giỏi thật. Đây là mình ai cũng biết, anh em mình ở ngoài nơi. Cái này là kiểu như nó là rong nho mọi người ạ. Nho. Ăn thử không? Có. Coi như ăn thêm, anh em mình ăn thêm. Nói rồi mất cho chả ăn, thì ăn được không? Từ từ. Thế thì phải cái này chứ nào, xem nào, hướng dẫn sử dụng thế này. Ngâm trong vòng khoảng 3 phút với nước để hồi phục trạng thái xanh tươi và vớt ra trong chén. Anh đừng vớt đi ạ. Vớt ra dùng ngay. Dùng rồi được, ngâm nước. Ngâm luôn vào đây được mà thôi. Mình phải hứng nước mưa đã mọi người ạ. Lấy nước mưa cho sạch hơn. Nước này nó qua kia rồi. Đúng rồi. À. Con nó bắn ra hết cả em rồi. Hứng ít thôi, không thấy nhiều đâu. Thế này được chưa? À. Đúng chưa? Được. Tao bắn ít. Ngâm thử xem nó thế nào đã. Tao mới gói vào. Thì bóc đi. Anh sụt sệt thế nhở. Nhiều phết anh nhở. Ê, hay lắm. Cái gì đấy? Nó như kiểu hạt nở ấy. Dài đấy. Nhìn nó hay đấy nhở. Nở mặn, là mặn mặn kiểu gì ấy mọi người. Nó nở lên rồi. Nó ở trong nơi thì nó mặn. Mà ngâm ra nước thì nó kiểu như này này. Đây này, hình như là phải ngâm nước để cho nó hết mặn hay sao ấy. Thả vào nổ nhanh lắm. Đây nổ chưa đi đã dài vừa rồi này. Bước còn hai ăn thì to này. Bước 1, ngâm rong nho trong khoảng 0,8 lít nước để sạch trong khoảng 3 phút để rong nho hồi phục trạng thái xanh tươi. Bước 2, vớt ra ngâm vào nước đá lạnh để 5 phút. Làm gì có nước đá. Xong lấy rồi rửa nước mặn. Rửa nước tiếp. Xong rồi dùng. Đấy. Ui. Đây. Nước dùng đây, mày cho ra bát đi. Nước dùng. Cho ra bát đây. Ok. Nó mặn mặn kiểu gì mọi người. Không biết cái nước này ngon không nhỉ. Anh nhỉ. Từ từ hương thêm tí nước. Kiểu sốt này. Sốt. Đây này, cho mọi người xem này. À, lúc vừa bóc ra thì nó thế đây. Đấy, mọi người xem thấy đâu, nó hơi tối nha mọi người nhé. Lúc sau thì nó như thế này. Đấy. Sao cảm giác nó lừa bịp khán giả ghê ấy nhỉ. Vì khi mình xem ở trên tivi ở nước ngoài người ta ăn rong nho này. Nó to mà nó đấy lắm, hay là tí nữa nó nở to nhỉ. Em nhìn thấy người ta to mà ăn ngon nhỉ. Rộp. Thôi được. Xuống đã rồi. Chừng này thôi. Nốt mà đến xem. Đi thử xem có ăn được không. Không, tao gửi lại cho chủ cũ. Ồ, đúng rồi. Nhưng mà anh có địa chỉ không? Cái gì phải ăn được. Có đấy. Ôi, nó nở ai quá này. Để khoảng 3 phút xem thế nào nhé. Em có nhiều nước sốt rồi nhé. Xin chụp sệt này. Rồi, dọn đi. Dọn đi lấy chỗ ăn này. Sắp chén rồi đấy. À, mày hướng thêm tí nước mưa nữa. Ừ, anh uống đi. Đấy thì đã dọn. Em đang cho nó sốt cho chệt vào. Thì mày dọn nhá. Ok, thì em dọn nó. Ui. Mãi nó chẳng nở anh nhỉ. Hình như nó chỉ được thế này thôi. Để chi tiêu đấy, em thấy trong TV nó to lắm mà. Ở đây mọi người. Nó chỉ được là như thế này đâu. Nói chung là anh em mình không có nước đá. Nó bảo trong hướng dẫn nó bảo phải có ngâm với nước đá. Và anh em mình mới ngâm với nước đá mưa luôn. Đấy. Gọi là nó chỉ nở được như thế này thôi. Bây giờ anh em mình sẽ thử xem là cái món rau cỏ này thế nào. Đấy thôi đấy. Chẳng ăn thịt thì ăn chuyển sang ăn rau. Từ từ. Xem nào. Đúng nhiều phát đấy anh nhỉ. Chỗ này mấy gói nhỉ? Dài ra bắp một gói ấy. Chỗ
anh em mình để ăn thử mấy cái này, còn nếu mà mai mà không kiểu như ăn được mà mai mà vẫn còn mưa, anh em mình sẽ cho lên xào nữa. Đặt cá xào với rau rau biển. Ôi, cá suối nấu với cả rau biển. Nếu mà đấy, tại vì mình thấy nhá, lúc đầu nó bé tí đến này mà ngâm nước nó sẽ nở ra được được rất là to như thế này thì kéo anh em mình ăn tận nước anh nhỉ. Thế thì mình nghĩ là nó sẽ hút nước ở vào trong cái này thì mai kiếm cái gì nước gì lạ lạ cho nó ngâm nó vào đấy nhỉ. À, mai hút đấy về múc coca. Đấy, mưa gió thì tình hình mưa gió này căng thẳng quá mọi người, không chống được. Đây là món kia đây cho mọi người xem hẳn. Đây, để cho mọi người xem hẳn. Tối này là tối này rất khó để cho mọi người có thể xem được. Đây mọi người ơi. Đây là món rong biển được các bạn fan tặng nhá. Chắc thấy anh em mình gọi là chết đói rồi này. Chết đói khổ sở ngoài cống này nên là tặng anh em mình á. Cái này nhìn như quả trứng ấy nhỉ. Thử đi xem nào. Nhìn như kiểu trứng cá ấy. Đấy. Mình cũng chưa ăn thử bao giờ. Ăn một giây. Còn tay nó mới mảnh cho. Thử đi. Như kiểu là trứng con cóc ấy. Một giây ấy. Giòn thế nên tao nghe giòn đấy. Ăn được không? Nó không có vậy, anh như trứng cá. Đúng mà. Thế nào? Cái này không thấy vị gì đâu, thấy những vị này ngon này. Vị nước chấm rồi. Ăn riêng nhá. Ăn 12 cái rồi đi. Nó giống béo béo á, đang tanh. Tanh à? Thôi để tao thử xem nào. Phải tanh tanh của biển ấy. Để tao thử xem nào. Phải tanh tanh này nhá. Tanh vị trứng cá ấy. Nên mình sẽ thử một miếng riêng á. Chấm không phải chấm, ăn thử nha. Nha mọi người nha, rong biển nha, nổ nha, nổ xuống ngon nha, cộp 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 tanh nhỉ, nhưng chấm với cái này ăn lại ngon nhé. Đây ăn thử nhiều nữa, chán ra mùi gì luôn. Sao thấy nó nhớt nhớt tanh. Hay là trứng cá? Tanh không phải. Để em cho chấm chấm vào này. Wow. Thế nó nhất nhất nhỉ? Hay là nước mưa? Không phải đâu. Hay là ngâm nước mưa? Nước mưa sạch lắm. Nước mưa chúng mình thể luôn là quá là sạch luôn. Tại vì nhà mình ăn uống, ngày trước ăn uống nước mưa suốt ấy. Có sao đâu. Mà cái ăn cái này không? Béo. Đâu thử nào. Thử một miếng to to nữa cho nó rõ mọi người ạ. Nếu mà không mưa thì giờ này anh em mình đã làm xong cái biệt thự ở trên bới mụn kia rồi. Là sẽ kiếm được khối đồ ăn như đấy rồi. Đúng, trên đấy nhiều đồ ăn rồi. Căn bản, mưa không thì cũng đi bắt ếch được đấy, xoay ếch được đấy. Nhưng mà sầm trước. Đóng mưa ăn ra. Bây giờ là còn đỡ đấy, lúc chiều tối. Úi dồi ôi, không dám thò mặt ra khỏi đây. Ăn chấm nhiều quá. Ngon không? Ngon hơn tí nhỉ? Nhỉ? Hả? Ngon không? Không ngon à? Tao cứ thấy nó thế nào? Nhưng vẫn ăn được. Nó hơi ngay ngái nhỉ? Hay là biển nó thế? Cái nước chấm này cũng không ngon. Hay là vịt biển nó thế mọi người nhỉ? Thứ nhất là nó... Ai được ăn nó một đĩa? Nó hơi ngái ngái một tí, hơi nhớt nhớt một tí, và nó chả có cái vị gì cả. Có vị tanh, tanh cá. Ăn mà thấy nó tanh ngấy. Trời, ngấy ngửi, tặng hải sản kìa, tặng rong biển. Tặng gì chẳng được. Đúng không? Nói chung là cảm ơn bạn đã tặng anh em mình. Chết đói rồi đòi chơi đó. Nói chung là cũng được, ăn ngon. Ăn đi. Ăn mà. Thôi cố ôm bụng sáng mai dậy đi chuẩn bị ăn. Đâu điện thoại sao đâu? Rồi. Mấy giờ rồi? Ai à? Không giờ 31 rồi. Không giờ 31
ngày 14 tháng 4 rồi. Căng nhỉ. Mà chả buồn ngủ tí nào bây giờ, hay là ra ngoài à? Hay là mọi người có thích đi xem bắt ếch không? Thôi. Nấm đom đóm lắm. Đom đóm gì, trời mưa mà đom đóm. Có mà. Đom đóm đấy gọi là đom đóm gì nhỉ? Đom đóm tưởng tượng. Ngon đấy, hay tưởng tượng đom đóm ma ấy. Mắt xanh mắt đỏ. Mắt xanh mắt đỏ. Thử chấm nước chấm tới của anh em mình thôi. Chứ thật ra cái món này mình nó thật là khả năng nếu mà ai anh mà cho ấy, thì cố gắng nhận được thì mua là không chơi được món này. Tay cần ngải nước. Đây nước chấm của nó đây mọi người ạ. Nếu mà cái nước chấm này cũng khá là ngon, cũng ăn được. Nhưng cái rong biển thì à, để mình xem lại không? Xem rong biển, xem cái loại này à, người ta ăn cái mạng ấy. Đấy, người ta ăn rong biển như thế nào mà của anh em mình lại. Đâu? Đây. Đây. Đây xem nào, xem giống không nhá, mọi người xem giống không nhá. Bạn anh kém đấy. Cái bộ quế quá ải. Quỳnh phải ăn qua hết cái ngày hôm nay. Ôi giống của anh mình mà. Cho nên Quỳnh phải ăn trong nhà đó mà. Đấy. Có thấy giống. Giống của anh em mình mà. Sao không ngon nhỉ? Mọi người biết sao không? Sao cái nhật mùa hè nó nóng á. Mặn ngon này và ăn ngon đấy nhỉ. Mụn á thì nổi lên á, thì lâu lành mà nổi cục nào cục nấy bự cho má luôn. Ăn khô. Hay là mình ăn miếng chưa đủ to. Anh thử đi. Ăn đúng như kia nhá. Ăn đúng như bên Tây họ ăn. Đúng rồi. Từ từ. À cứ phải hết sức bình tĩnh mọi người ạ. Ăn đúng phong cách cứ phải Tây. Là kiểu đây. Căn bản là cũng hơi đói thật. Tối nay vừa được mấy con tép chén rồi. Không ngờ trời nó mưa. Đói mà thức dậy lại đói. Nói nào? Chung là anh em mình đã thành công rồi. Ngủ nết đêm nay ở đây thì ngày mai là gọi là trở về với xã hội rồi. Ôi xa. Ui bẩn đấy. Bẩn tê ăn uống bẩn đấy. Ăn nhiều quá. Không ăn được, không ăn được. Không chơi được. Nói chung là cái này không biết để dùng làm gì chứ khả năng là ăn cả sống ngon hơn nhỉ. Hay là mai làm tí gỏi nhỉ. Gỏi ngon hơn. Con gỏi cá ngon hơn đến đời nhiều. Đang mình nó thật ra. Nói thật nhá. Cái này ấy so với gỏi cá ấy tuổi tí. Chuẩn luôn. Không được. Nhưng mà bỏ thế này thì phụ phụ tấm lòng của bạn ấy quá. Mày cố gắng ăn nốt thì đói mà. Rồi ăn đi. Không. Ăn đi. Tí nữa em ăn đi bây giờ tao đi tao bắt ếch cho mày về ăn. Thế em ở đâu với mình à? Ở với mình đó. Thôi mình đói cũng được. Mà bây giờ bắt về cũng không thể nhóm được lửa mà nấu. Nhóm lửa trong này là chả khác gì hun chuột luôn. Nói chung là hơi căng đấy. Khả năng thôi. Đi dốc, đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ... Ngủ nhưng mà anh không được ngáy ấy. Em giật mình, em lại lại thấy đói tiếp ấy. Ngủ với một mẹ đến sáng ấy. Cái rong nho nó thật sự là không chơi được mọi người. Như hạt nho nhỉ. À đúng đấy, đây mọi người nhìn rõ này. Ui, hơi mờ, vẫn hơi mờ đúng không? Cho nó nét một tí nào. Wow. Này anh bóp vào nước nó chỉ ra này. Thôi, ngày mai anh em mình sẽ lên trên kia làm nốt cái nhà kia để tươi cả mưa. Anh em mình cũng sẽ phải hoàn thành trong cái biệt thự trong bụi mận gai của anh này. Gọi là gì nhỉ? Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Đấy. Để anh em mình sẽ có thể hoàn thành được gọi là 14 ngày... 14 ngày... Cái gì nhỉ? Cách ly. Đấy, 14 ngày kêu là anh em mình sẽ... Ok, sẽ về nhá. Về nhá. Điều đầu tiên mọi người biết anh em mình sẽ làm gì không? Việc đầu tiên. Ăn no. Làm một bữa gỏi cá ăn cho nó
gọi là non hết giờ luôn. 14 và sẽ làm một cái gì đấy gọi là cho mọi người làm cái gì đấy siêu to khổng lồ nữa để cho mọi người cùng thưởng thức cùng nữa. Giả dụ như bây giờ còn là lên đặt mà bạc tiền này, ông Tấn này, rồi mọi người hàng xóm xung quanh này bắt đầu trở về với xã hội mà. Như kiểu ra tù ấy. Thôi, bây giờ anh em mình phải sắp xếp lại để đi ngủ một giấc đến sáng. Giấc. Bây giờ giấc thì chỉ có gọi là như là thấy không nhỉ, đây thì gọi là khoảng tầm bao nhiêu phút nữa nhỉ? Phút đâu 6 tiếng nữa là sáng. Đấy, trời sáng là anh em mình đi quê. À không phải đi về mà lên kia làm nốt đấy. Wow. Nói chung là rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã tặng anh em mình. Nhưng mà thật sự bây giờ anh em mình không biết làm nào với cái món này ăn thì... À đâu? Anh không quên ăn, anh em nhé, không quên ăn. Để đây, để đây, để cho nếu mà... Thôi cứ để đây đã. Mình cũng không biết. Thế sáng mai ăn lại khác. Ừ đúng rồi. Hay là ngâm luôn ở đây tí nữa, cho nó sáng mai ra nó nở to lên nhỉ. Ừ. Nói chung là clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Bye, các bạn đợi đâu ơi.